Nào bây giờ chúng ta đây, Photoshop là ảnh này. Nhiệm vụ chúng ta là tách, tí nữa xong phim thì lấy. Ta phải tách tách người ra. Lâm nhớ chưa? Nào chú ý này, copy làm đôi. Hoặc là vào đây chúng ta copy làm đôi nhá. Rồi, một cái để sơ cua, một cái để lại. Cái này các anh chuyển cho thầy sang chế độ xám. Được chưa? Bước tiếp theo chuyển sang chế độ gì? Invert. Được chưa? Tiếp theo là cho đen trắng. Đen trắng bằng cái này thì không tốt, thì chúng ta có thể dùng đen trắng cái này. Chúng ta chọn cái là có tên là kiểu nó phải thế, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn invert chứ nhỉ? Invert rồi đúng không? Ta chọn lệnh apply image. Chúng ta cho 100% này nhá. Đấy. Rồi. Bây giờ trở thành ảnh đen trắng đây. Rồi bây giờ các em sẽ cắt cho thầy người cô này ra. Chọn pen. Pen nhá. Pen. Ấn full để chúng ta kéo lên. Ấn F ấy. Các anh không xem mà nó sao này. Nha, make selection này. Hai pixel. Chụp trái đúng không? Đúng rồi, ta chọn mực trắng ta đổ vào. White. Đấy, Ctrl D nhá. Rồi bây giờ chúng ta dùng chổi ta chỉnh sửa một chút. Chổi chúng ta cho nhỏ để thầy chỉnh cái vệt bên ngoài đây. Rồi thầy tô mực trắng lên này. Cho nó mềm ở chỗ này. Đấy, ta chỉnh cái vết này nó một chút. Ok. Bước tiếp theo này. Ta chọn tiếp apply image một tí nữa, ta cho khoảng 60%. Đấy. Rồi bây giờ chọn Ctrl A. Vào Edit chọn Define Pattern. Đặt tên là cắt tóc 2. Còn các em lúc làm các em đặt tên là cắt tóc 1. Chưa? Rồi bây giờ ta có thể tắt cái ảnh này đi được. Không cần nó nữa. Trở về ảnh ban đầu. Bật F6 lên. F7. Ta chọn bảng kênh. Chọn bảng kênh thì chúng ta tạo một kênh mới. Tên là Alpha, ta đặt tên là cắt tóc. Rồi.
Bây giờ các em đổ cho thầy phim cái mặt nạ, cái cắt tóc vừa xong. Chọn trong hình này nhé, cái cuối cùng này. Ok. Đấy, đã vào đây rồi. Được chưa? Rồi bây giờ ta lên bật lên kênh này. Tắt này đi. Bây giờ ta vào Select. Ta chọn Load Selection ra, chọn cắt tóc đây. Đấy, nó chọn luôn. Đúng không? Bây giờ ta mở cái ảnh nền ra. Lên là cái lá cây này chẳng hạn. Đó, kéo này ra nhá. Rồi kéo cái hình bên vừa nạp ra. Bây giờ nó không nạp nữa thì chúng ta lại Load Selection. Đó, cắt tóc đây, ok. Load selection ra. Đấy. Ta chọn Ctrl T, ta thu nhỏ hình này lại. Chỗ này nó chưa được đen lắm thì chúng ta lại làm lại cái này. Ấn F7 ra nha. Tắt cái lớp này vừa xong. Quay trở về hình kia. Ta điều chỉnh lại một chút. Đây, kênh alpha ta chọn kênh này nhá. Chọn kênh này này. Chọn thầy chọn Ctrl L để Ctrl lấy đi. M đi để cho thầy cho sáng cái này đi. Thầy chọn apply tiếp cho nó đen hơn. Đó. Chỗ này thì ta điều chỉnh này cho nó chỗ trắng trắng hơn nhá. Rồi bây giờ ta mới lên đây. Load selection. Ta sửa thêm ở chỗ này, ta chọn giữ shift. Cho sang cái nền khác cho nó nổi hơn. Mở đồng hồ ra. Rồi chọn image size, chọn 300 pixel. Rồi sang bên đây. Kéo sang.
kéo sang thì nó ảnh to ta thu nhỏ lại, con chôn tê ta thu nhỏ lại. Đây là bài học cắt tóc thầy vừa dạy xong, bây giờ cả lớp sẽ áp dụng bài học này vào. Lớp nhớ chưa? Rồi bạn các bạn lấy phim về này. Đang nhỏ.